đò mà vậy đó chị Dung. Hả? Lỡ một chuyến đò. Trời, hôm qua ăn chị Dung ăn à, sao không biết mất tiêu không thấy đâu vậy? Ai? Chị Dung á, hôm qua. Ờ, chị Dung rồi ở cái cối cuối cùng luôn á. Chưa dẹp xong chị ạ. Lúc em đứng đó mà chẳng thấy chị Dung đâu hết lúc ăn á. Lúc em đứng đó đó, em ăn chẳng có đồng bọn gì hết. Hả? Chị nói em hả? Nhưng mà em không thấy chị luôn. Em thấy ai đó kêu là sữa chua đây nè, đưa đây là chị đưa hả? Chị đưa em hả? Nhưng mà em không thấy luôn. Em tự lấy một miếng chị. Không, em nghe thấy có một người nào đó kêu đây là sữa chua gì đó. Và em không phát hiện ra là ai luôn, em không nhìn thấy. Chứ mê ăn. Mê uống rồi. Mê ăn mê uống quên. Mê ăn mê uống mà không có biết chị Dung luôn. Không thấy chị Trinh ở đâu luôn mà. Không thấy chị Trinh ở đâu luôn á. Là trời ơi, nó đông. Nó đông đến nỗi mà lúc mà mọi người con gái lấy xong hết rồi, ôi xin giấy em hết tiêu rồi. Nhóm em mà lấy trước còn á, người ta lấy hết sạch trơn á. Chỗ em là Team em á, nó vô nó lấy trước, còn cả em còn bơ vơ. Thế mà em còn bơ vơ ngồi. Người ta không còn gì. Người ta không còn gì. Tại vì món ăn chơi mà. Dạ, đi ăn chơi thôi chứ nhiều đã. Nhiều đâu còn nữa. Chỉ còn bánh á, bánh à. À, cái bánh đó không, mọi người không thích ăn. Em thì thích ăn đồ mặn hơn. Hả? Mọi người thích ăn đồ mặn hơn. À. Bánh nó ngán với bà đội. Kem quá. Ớn quá, bánh nó ớn quá. Để một cái xíu. Bác đang quay chị Dung luôn. Đang quay YouTube quay chị Dung. Quay là thôi tưởng quay chiều. Quay là nãy giờ chị Dung đi qua bỏ rác rồi đó. Quay gì nữa. Quay cái chị Dung đi ngay đây nè. Đang vô hình luôn. Sao bỏ? Đâu cắt được nó lại một lần.